Rồi, xin chào anh em ha, mình là Cáo và mình đang ngồi trên một chiếc ghế công thái học từ nhà AB1. Thì cái thương hiệu này mình nghĩ anh em cũng rất là quen thuộc rồi. Đây là chiếc Easy Chair, nó đang được pre-order và có mức giá là 5.490.000, và nếu anh em pre-order sẽ được giảm 300.000. Thì hôm nay mình sẽ trên tay và cho anh em thấy là nó có những cái gì hay ha. Mình muốn chia sẻ một chút xíu về cái cảm giác lần đầu tiên mình ngồi vào cái ghế này. Nó rất là thoải mái, body của mình nó hơi to, cho nên là cái cảm giác của mình nó rất là thật. Và khi mình ngồi vào Easy Chair thì mình thấy là mình không bị chạm vào bất cứ một cái vật gì, mình không bị gò bó. Một khoảng thời gian sau, khi mà mình tìm hiểu và mình ngồi nhiều hơn, mình thấy nó có hai cái lý do như thế này. Đầu tiên là khi mình ngồi vào á, cái phần tựa tay nó đang được bật lên và nó không có cái gì đó cản trở mình hết. Mình có thể ngồi sâu vào trong một cái bàn như thế này, rất sâu vào luôn. Đây là dành cho những anh em có cái thói quen mà thích ngồi gần vào cái bàn phím hơn. Rồi cái thứ hai là cái phần tựa lưng dưới ở đây, cũng như là phần mâm ngồi, nó có thể điều chỉnh rất nhanh. Mình có thể điều chỉnh ngay lập tức để cho phù hợp với cái lưng dưới của mình, cũng như là cái mâm ngồi. Mặc dù nó không quá to so với những cái ghế thông dụng khác, nhưng cái cảm giác khi mình ngồi lần đầu lên á, rất là thoải mái. Ok, tiếp theo thì chúng ta hãy tìm hiểu thêm về phần thiết kế và cũng như tính năng của ghế. Chiếc ghế Easy Chair này nó có khá là nhiều chi tiết, cũng như là nó hơi to và đồ sộ theo như cái cảm quan của mình. Và mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn với những cái góc setup mà nó có nhiều tủ nè, có nhiều bàn ghế, có nhiều vật dụng để trang trí, hơn là những cái setup nó mang tính chất tối giản. Một phần nữa là ghế tay á, nó không có gắn vào cái mâm ngồi, nó cũng không gắn vào khung phía dưới. Nó gắn vào cái phần lưng ghế ở đây và mình có thể điều chỉnh trực tiếp đây luôn. Khi ngồi vào á, bạn sẽ không bị cản trở và nó sẽ tôn cái dáng ngồi của bạn hơn. Và mình cũng cảm giác là nó khá là lơ lửng, cho nên là mình thấy nó có một chút hơi hướng hiện đại. Đi chi tiết hơn, chúng ta có thể tìm hiểu từng cái bộ phận của chiếc ghế này ha. Đầu tiên, cái phần chạm xuống mặt đất, cái phần mà chứa 5 cái bánh xe á, thì nó vẫn là một cái phần base có 5 cái chân chứa cái bánh xe và nâng đỡ toàn bộ khung cũng như bít tông và toàn bộ cái ghế, thì nó cũng khá là bình thường. Cái cấu trúc của nó cũng vẫn vậy, nhưng mà trên mỗi một cái chân á, nó sẽ có một cái bàn đạp để anh em đạp lên. Thì cái này nó phục vụ cho cái chuyện là những anh em nào có cái thói quen là đạp lên chân ghế, nó sẽ êm chân hơn, nó bám hơn. Mặc dù vậy á, mình là một cái người ít sử dụng, nhưng mà khi á, mình đạp lên mình vẫn cảm thấy là thoải mái cái bàn chân mình hơn, và mình đánh giá cao cái phần này. Tiếp theo là cái phần piston. Cái piston của Easy Chair là piston class 4. Nó là cái phần nâng đỡ toàn bộ cái phần khung, phần ghế, phần lưng, mâm ngồi phía trên. Cho nên nó là cần cái piston phải là chắc chắn và bền bỉ theo thời gian thì nó mới tồn tại chung với cái ghế được. Class 4 là một cái chuẩn piston để nói về số lần nhấn và cái cân nặng mà nó chịu được của một loại piston. Thường á, người ta sẽ chia là class 2, này, class 3, class 4, class 5. Thì cái piston class 4 này vẫn đang được sử dụng cho cái chiếc ghế Ego Chair Pro của AB1 luôn đó. Và nói chung là nó đang sử dụng được những cái phụ kiện khá là tốt từ những cái chiếc ghế cao cấp ha. Rồi, đi lên phía trên một chút xíu, chúng ta sẽ có cái phần khung, cái phần mà chứa những cái bộ máy, những tùy chỉnh của cái ghế. Chúng ta sẽ có nâng giảm độ cao nè, chúng ta sẽ có khóa hoặc mở khóa cái lưng ghế, cũng như là tăng giảm cái phản lực khi mà anh em ngã cái ghế ra. Thì cái phần này á, cũng khá là giống với những chiếc ghế bình thường thôi. Mình sẽ đưa tay xuống điều chỉnh như thế này đó, cũng không có gì đáng chú ý. Rồi, ở phía trên chúng ta sẽ có cái mâm ngồi, là cái thứ mà nâng đỡ cái người của mình, và mình sẽ chạm vào đây nhiều nhất khi sử dụng cái ghế này. Cái mâm ngồi chúng ta có thể điều chỉnh
đưa ra phía trước hoặc rời phía sau, tùy theo cái thể trạng của bạn. Bạn có thể ngồi vào thử cảm giác nó, cảm nhận nó, và điều chỉnh cái mông ngồi này sao cho nó phù hợp với cái phần mông cũng như là cái dáng ngồi của bạn. Cái phần mông ngồi, phần khung và phần lưng ghế nó kết hợp với nhau tạo ra hai công nghệ mà mình thấy Ebuwan họ có nhắc tới, đó là tension control, nó là kiểm soát căng thẳng theo như công bố nhà sản xuất. Một cái nữa gọi là true tilt. Đây là hai công nghệ nói chung á, nó sẽ làm cho cái gốc ngã cái lưng ghế của bạn á nó đúng hơn, nó tạo theo thế ngã đúng, và khi bạn ngã lưng bạn nằm á sẽ phù hợp với sức khỏe, phù hợp với cơ thể của bạn hơn. Khi bạn ngã ra, phần mông ngồi sẽ không di chuyển nhiều mà chỉ có phần lưng ghế thực sự di chuyển ra mà thôi. Nó sẽ không tạo áp lực cho cái lưng của bạn như là bạn ngã cả mông và cả lưng ghế ra. Thật ra hai công nghệ này nói thì nó hơi khó hiểu, nó hơi tiếng Anh tiếng Úc một xíu, nhưng nó đơn giản là cái việc là ngã lưng ghế ra và nó đúng tư thế. Mỗi hãng nó sẽ có một công nghệ khác nhau, một cái kiểm soát khác nhau và một cái tên gọi khác nhau. Thì cùng với những cái kiểm soát đó, cùng với cái mông ngồi, cùng với những công nghệ vừa rồi, đó là cái lưng ghế. Cái lưng ghế này nó sẽ chia làm hai phần, cái lưng chính ở phía trên và lưng phụ phía dưới. Cái lưng phụ phía dưới nó có thể nâng cao và hạ xuống 4 cấp độ và tạo ra một cái cơ chế gọi là Atlas. Và theo Ebuwan á, nó sẽ giúp nâng đỡ cái phần lưng phía dưới của bạn. Khi mà bạn ngồi vào cái ghế, bạn hãy ngay lập tức điều chỉnh cái lưng ghế này sao cho nó phù hợp với cái dáng ngồi của mình. Thì đây là một trong những cái tính năng, một trong những ghế công thái học, nó giúp đỡ và nó cải thiện sức khỏe của bạn khi bạn ngồi quá nhiều để làm việc. Phần tiếp theo là cũng là cái phần mình thích nhất ở trên chiếc ghế này, đó là cái phần kê tay. Mình có nói nó gắn trực tiếp vào cái lưng ghế, nó cho mình cái cảm giác khá là lơ lửng. Và đặc biệt hơn nữa là nó có khả năng gập lên như thế này. Khi mà gập lên rồi á, bạn sẽ có một cái ghế nó hình chữ L. Khi bạn di chuyển nó, khi bạn ngồi, nó sát vào trong cái bàn như thế này. Nó sẽ không bị vướng, nó không bị động chạm gì hết. Đó, đó là một cái điều khá là hay đầu tiên rồi. Nói chung là mình, cái người mình hơi to và mình cần một cái ghế nó có cái sự thoải mái tối đa. Và cái thứ hai á, khi bạn chạm lên cái ghế này, bạn tì tay lên. Mình là một người nặng nề mà khi mình tì tay lên nó cũng nặng hơn người khác. Và mình sử dụng những cái chiếc ghế mà nó có cái cơ chế mà nâng lên hạ xuống, mà sử dụng khớp á, bấm. Lâu ngày mình sử dụng nó sẽ bị tu, nó bị gãy những cái khớp đó. Còn ở đây á, cái cơ chế lóc này nó trượt ở trên đây và nó lóc lại. Và cái phần chịu lực á, nó sẽ không phải là những cái khóa, nó không phải là những cái khớp. Và khi mình ngồi mình tì lên như thế này á, và mình thấy cái độ bền nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Trên cùng của chiếc ghế và cũng là cái nơi nâng đỡ cái đầu của bạn á, là phần tựa đầu phía sau đây. Theo Ebuwan á, nó có thiết kế 3D, có nghĩa là bạn có thể tùy chỉnh theo rất là nhiều góc độ khác nhau. Nói chung chỉ cần phù hợp với cơ thể của bạn là nó có thể điều chỉnh được. Thì cái này mình thấy nhiều cái ghế cũng có rồi, nhưng mà trên cái tựa đầu này mình có hai cái điểm hay mà mình chú ý nhất. Cái thứ nhất là bạn có thể xoay và khóa lại cái góc độ mà bạn đã tùy chỉnh rồi. Có nghĩa là khi bạn đã chỉnh như thế này rồi mà bạn ngồi hoặc là bạn xoay qua xoay lại, hoặc là một cái người nào khác ngồi vào ghế của bạn có thể chỉnh lại, mất đi cái thế thoải mái nhất mà bạn đang sử dụng. Bạn có thể sử dụng cái khóa, khóa cứng lại luôn và nó sẽ luôn nằm ở vị trí mà bạn cần. Đó là cái hay thứ nhất. Cái hay thứ hai á, là mình thấy nó khá là to. Nó to cả về chiều ngang lẫn chiều dọc. Thậm chí mà khi bạn nằm, bạn ngã ra, mình thấy nó giống như một cái gối vậy. Bạn có thể nằm nghiêng qua như thế này hoặc là nằm thẳng. Nói chung nó tạo ra được cái sự thoải mái tối đa mà mình cần. Và cuối cùng mình muốn nói tới đó là cái lưới của cái ghế. Ở đây là một cái bộ phận mà chịu tải trọng nhiều nhất nè. Và Ebuwan đã trang bị cho chiếc EasyChair này cái lưới Syntech đến từ Corot của Đức. Ở đây là một cái hãng, một cái công ty rất là lâu đời rồi. Nó có mặt từ những năm 1960. Và cái loại lưới này á, nó đã đi qua rất là nhiều những cái bài
test, giống như là đã đạt được cái chuẩn là 190.000 Mohr-Chandle là một cái chuẩn để mà thử nghiệm cái độ mài mòn tự nhiên của một cái vật liệu dệt, giống như là cái sự mài mòn của ghế. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một tiêu chuẩn về sức khỏe như là 100 OEKO test. Nó sẽ phù hợp và thân thiện với da người khi mà tiếp xúc vào. Còn cái trải nghiệm sử dụng của ghế này thì như thế nào? Phải nói mà cái trải nghiệm mà đem lại cho mình nhiều cái thích thú nhất á là cái việc mà ngồi vào và có thể tùy chỉnh được cái phần kê tay này. Rất là linh động, cho mình hoạt động được ngay cả ở trong những cái chỗ ngồi nó hẹp nhất. Và việc mình ngồi xuống nó cũng dễ dàng hơn. Mình không cần phải xoay ghế qua đúng cái góc, mình có thể ngồi ngang qua mà đi di chuyển từ từ vào. Rồi một cái điểm hay nữa mà mình lâu nay mình không có xài đó là cái phần kê chân. Nếu như bạn mua cái ghế này và option thêm 700.000 nữa, bạn sẽ có một cái phần kê chân ở phía dưới. Nó có thiết kế khá là hay, nó bật ra như thế này. Và cái phần chịu lực á, là cái phần khớp xoay chứ không phải là một cái khớp chịu khi mà anh em bật lên. Và cái việc mà sử dụng á, nó đem lại những cái trải nghiệm rất là lạ. Nếu mà bạn ngồi, bạn kéo phần kê chân ra bạn ngồi á, thì đôi khi nó sẽ không có đúng cái dáng ngồi. Nhưng mà ngồi nó khá là thích. Mỗi một tuần qua thì lúc nào khi mình ngồi vào cái ghế này mình cũng sử dụng cái việc đó hết. Và cái thứ hai nữa, nó cực kỳ phù hợp cho những anh em văn phòng. Buổi trưa anh em có thể ngả lưng ghế ra, bật cái kê chân ra và anh em sẽ có một cái ghế để ngồi nghỉ ngơi, thậm chí là có một giấc ngủ ngắn khoảng 10 phút vào buổi trưa thì nó rất là khỏe. Một phần nữa là khi mà anh em gấp gọn nó vào á, nó sẽ có một cái thiết kế khá là đồng nhất với lại cái chiếc ghế này. Mình nhìn mình cảm thấy nó rất là tệp màu, cũng như là cái thiết kế nhìn nó rất là chắc chắn, nó dính vào cái ghế luôn á. Cái lý do lớn nhất mà mình không xài cái ghế chân á là nhìn cái ghế rất lượm thượm đó, và cái trên cái chiếc ghế này nó giải quyết được vấn đề đó rồi. Rồi ok, tổng kết lại thì đây là một cái chiếc ghế có tầm giá hơn 5 triệu đồng, mình phải nói là đáng mua. Nó có cái chất liệu vải rất là tốt, mình ngồi rất thoải mái, mình rất là ấn tượng. Rồi cái thứ hai là cái thiết kế kê tay rất là thông minh, nó cho mình cái sự linh động, cái sự thoải mái để mà điều khiển, để mà có thể phù hợp trong rất là nhiều trường hợp khác nhau. Cái thứ ba là nó phù hợp cho những cái người ngồi giống như mình, là những người to con, cái body nó hơi nặng nề một tí thì nó sẽ rộng hơn và có cái độ thoải mái tốt hơn. Cái thứ tư là anh em có thể phù hợp với những người làm văn phòng, anh em có một chỗ ngồi nó nhỏ và anh em cần nghỉ trưa, anh em cần có một cái giấc ngủ ngắn vào buổi trưa thì nó cũng có thể đáp ứng được, bởi vì nó có cái kê chân và cái phần tựa đầu rất là rộng, đóng vai trò như một cái gối luôn á, rất là đã. Cái chiếc ghế mình đang ngồi ở đây là bản All Black và nó có mức giá là 5.490.000. Còn có một cái bản màu xám xám nữa, nó sẽ tên là Cool Breeze và bạn sẽ có thể mua với nó với mức giá là 5.790.000. Và từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5, AP1 họ đang có chương trình pre-order và bạn có thể mua những ghế này ở mỗi phiên bản được giảm 300.000. Nếu như bạn thấy hay, nếu như bạn có hứng thú với chiếc ghế này và bạn thấy nó phù hợp với những nhu cầu của bạn thì bạn có thể suy nghĩ và nhanh chóng quyết định ở trong thời gian này, nó rẻ hơn được tới 300.000 đó. Rồi, thì mình là Cáo, chuyên làm về những cái liên quan tới nhiếp ảnh cũng như là những thứ liên quan hình ảnh. Hãy cùng theo dõi mình để có nhiều các bạn viết hay hơn ha. Ok, hẹn gặp lại anh em.